Đã 4 ngày kể từ khi xảy ra trận mưa lớn tại Hà Nội, nhưng ngôi nhà của gia đình bà Bùi Thị Ngờ vẫn chìm sâu trong nước. Mọi sinh hoạt hàng ngày của gia đình bà bị đảo lộn do việc di chuyển rất khó khăn. So với mỗi năm là nước năm nay là nó bất ngờ quá, nó lên nhanh lắm, không dọn kịp mà. Coi như là dọn được cái nào thì dọn, còn không dọn được là bỏ là chìm luôn. Có cái là bây giờ nước nó lên nên là nhất là khổ. Cháu mà cứ suốt ngày ướt quần áo này không lúc nào khô đâu. Thì từ trước cái này là thường xuyên là bị. Đấy. Không kể ra mà nói với các anh là 2 năm, cứ nếu tính bình quân thì cứ 2 năm là chính một năm. Nhưng không phải là chuyện đơn giản. Đấy, năm ngoái bé hơn nước này, năm nay lại to hơn. Đấy, thế cho nên tôi nghĩ là nó còn to hơn nữa. Giữa biển nước mênh mông, phương tiện giao thông duy nhất mà người dân thôn Bùi Xá có thể dùng để di chuyển là thuyền. Nỗi lo này chưa qua, nỗi lo khác lại tới khi thời tiết được dự báo sẽ tiếp tục có mưa lớn tại đây. Nói chung là nước thì nó cũng đã được 5-7 ngày rồi đấy. Thế mà chắc chắn nếu mà có mưa có lũ thì rất là lo lắng chứ. Vì là nhà nó ngập chưa cạn ra mà lại nước tiếp thì rất là lo. Vì nhà cửa nó chưa dọn được mà. Thì đối với cả khu Bùi Xá thì nó vị trí thấp mà lại nằm sát bờ sông Bùi. Đây là cái dòng sông chảy xuôn suốt từ Hòa Bình cho đến dưới hạ nguồn. Đâm ra là thường xuyên là bị ảnh hưởng. Nên là chúng tôi thường xuyên là tuyên truyền bà con nhân dân là khi đến mùa mưa bão thì chúng ta sẽ là thường xuyên là phải quan tâm đến khi mà nước dâng lên thì là chúng ta sẽ di rời tài sản và người lên vị trí cao nhất. Hiện tại toàn bộ thôn Bùi Xá vẫn còn hơn 100 hộ ngập trong biển nước. Rất may cho đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại về người. Hiện chính quyền huyện Chương Mỹ đang triển khai các phương án di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn, đồng thời nhanh chóng thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh sau lũ nhằm phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra.